Hello, Khiêm Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khiêm Nguyễn Vlog ha. Thì lần đầu tiên Khiêm Nguyễn xin mến chúc toàn thể đại gia đình thân yêu có được một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt là thành công trong cuộc sống nha. Thì mấy ngày gần đây thì Khiêm Nguyễn cũng bận việc làm bạn, nói chung là giờ gần cuối năm rồi cho nên là việc nó cũng hơi nhiều. Có nhiều anh em thắc mắc là sau cả tuần nay mà mình không có đăng video lên để chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi chim cho những các anh em mà mới chơi bạn, thì anh em cũng thông cảm cho mình ha, tại vì cuối năm việc nó cũng nhiều quá cho nên là mình sắp xếp được cái thời gian nào mà gọi rảnh á thì mình làm một cái video để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mình chăm sóc những em thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại gì á, thì Khiêm Nguyễn muốn làm nên những cái video mà nó thiết thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim nè, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Thì bên cạnh Khiêm Nguyễn là chú chim cưỡng non bạn. Nói non thì nó cũng không có non mấy, tại vì bây giờ nó cũng đã được gần 3 tháng tuổi rồi. Đó, thì mình nuôi từ chim lông ống lên luôn. Bạn thấy không? Bây giờ là chú chim nhà mình nè, nó đã mọc, nó đã thay lông mà, đã thay lông đầy đủ rồi. Hôm trước thì mình có làm một cái video á là nói về cái quá trình mà thay lông của em chim cưỡng non á, thì bạn thấy nếu mà nó thay lông á từ lông cánh nè, lông bụng rồi lông đuôi là nó thay trước, còn cái lông đậu mà nó thay rất là chậm luôn. Đến nay nếu mà bắt đầu từ khi mà em chim cưỡng nhà mình nó thay lông á đến cái độ mà nó thay luôn hoàn chỉnh cái bộ lông nó luôn á là mất gần cả tháng trời nó mới thay xong bạn đó. Cái lông đầu là thay rất là chậm luôn đó, mà bạn thấy giờ lông đầu ra khá là đẹp, nhìn em chim cưỡng nè đó, ra dáng một em chim khá là đẹp luôn. Nói chung là cái loài chim cưỡng nè là một loài chim có cái ngoại hình đẹp nhất trong tất cả những cái loài chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình luôn ha. Thì giờ những cái loài chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình là bao gồm là chim nhồng nè, rồi chim vẹt nè, rồi chim sáo đen sáo nâu hay là chim quả thông đồ bạn, quả đen đồ, thì nói chung là em chim cưỡng này là có một bộ lông rất là sặc sỡ, nhìn các bạn thấy không, trắng ra trắng, đen ra đen, và cái mí mắt á, nó màu vàng á, nhìn khá là đẹp luôn nè đó bạn thấy không đó. Thì những ngày vừa qua Khiêm Nguyễn có nhận được rất là nhiều những cái comment, những cái câu hỏi của các những anh em mà mới đam mê nuôi chim á, là họ hỏi là khi mà mình nuôi từ chim lông ống lên mà đến cái tầm cái độ tuổi nào thì mình cần nên lột lưỡi để dạy nó biết nói chuyện. Thì theo như cái kinh nghiệm hồi xưa mà ông bà ta mà chỉ lỡ bạn, nói là nuôi chim mà muốn cho nó biết nói chuyện là mình phải lột lưỡi. Cái đó thì nói chung là 50% đúng, 50% nó cũng sai bạn. Tại vì nhiều người á họ phải trải qua cái kinh nghiệm nuôi họ mới biết được là có nên lột lưỡi cho những em chim nhà mình hay không. Và nếu mà con chim mà nó muốn học nói thì có nên lột lưỡi cho nó để nó học nói được dễ dàng hay không. Đó, theo như mình đó bạn, thì mình đã nuôi chim cũng khá là lâu rồi á, thì mình thấy á, nếu mà những em chim nhà mình á mà khi mà các bạn muốn lột lưỡi nó thì các bạn phải dạy nó biết nói chuyện trước cái đã, rồi sau đó các bạn hãy tiến hành các bạn lột lưỡi cho nó bạn. Tại vì các bạn biết sao, khi mà những em chim nhà mình á, nó mới lớn như vậy á, nó mới lớn tầm khoảng chừng 3 tháng tuổi thôi, các bạn thấy nó đã thay lông hoàn chỉnh rồi á, thì các bạn nghĩ là có thể là lột lưỡi được, nhưng mà không phải nha bạn. Đây là cái độ tuổi mà em chim còn khá là nhỏ luôn, nếu mà các bạn mà đè ra các bạn lột lưỡi á thì sơ sẩy một xíu là mình sẽ lột vào trong cái phần thịt của con chim á, và thứ nhất á, là làm cho con chim khá là đau, và thứ hai là làm cho con chim khá là quảng luôn. Và trong cái quá trình mà con chim nó học nói á, thậm chí cả những chú chim mà nó đã biết nói hơi hơi rồi đó mà các bạn đè ra các bạn lột lưỡi nó, thì thưa với các bạn rằng là có nhiều con nó sẽ bỏ nói luôn, tại nó quảng quá. Với lại nếu mà các bạn lột mà không có kỹ là con chim nhà mình nó sẽ bị một cái vết thương ở cái lưỡi đó, là nó theo con chim suốt đời luôn, nó làm giống như là cái mục là giống như kiểu một u một nhọt các bạn, nó cứng lên ở trong cái lưỡi. Tại mình có lột cho em chim sáo mình một lần rồi, và thưa với các bạn rằng là mình sơ, lúc đó mình mới nuôi chim là mình sơ sức mình lột, mà mình lột cái lớp sừng ở dưới cái mặt lưỡi của nó, mà mình làm sao mà để rách cái thịt của cái lưỡi luôn,
là làm cho con chim nó bị thẹo suốt đời nó luôn. Và nó bây giờ bạn nó nói mà cái kiểu như là hơi hơi nói được thôi, chứ không phải là nói tròn vành gõ chữ. Tuy là mình lột rất là nhiều lần luôn mà con chim nó vẫn không cải thiện được mặt đó, là cái tình trạng này là rất nguy hiểm ha. Thì khi Nguyễn khuyên anh em á, là nếu như mà mình muốn huấn luyện cho một em chim nó biết nói chuyện, thì trước hết các bạn phải hàng ngày nè, các bạn phải tập luyện, các bạn bạn phải dạy cho nó từ khi mà nó đã biết từ mẫu thức ăn rồi, thì các bạn sẽ tập luyện cho nó. Thứ nhất là nếu mà mình có thời gian thì mình đưa thức ăn, đưa mồi sống hay gì đó, mình sẽ dạy cho nó. Còn nếu mà các bạn không có thời gian thì mình cứ cứ dựa vào những cái máy ghi âm, những cái máy bắt thôi đó, mình cứ mở cho nó nghe suốt 24/24, hết pin bạn cứ đem sạc thôi, và mở dần từ khi mà nó đã biết tự tự ăn rồi đến cái độ tầm độ tuổi, là nếu mà con nào mà nó có tố chất tốt á, thì tầm khoảng chừng 6 đến 7 tháng thì nó sẽ biết nói chuyện. Còn nếu mà con chim mà không có tố chất tốt á, cho dù các bạn mà lột lưỡi hay là các bạn cho nó ăn ngớt hay là dạy nó bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không biết nói chuyện. Mà tại vì nuôi những cái dòng chim biết nói chuyện nè, là không phải 100% con nào nó cũng biết nói chuyện, nhưng mà mình nuôi là mình phải chọn lọc. Giống như kiểu mà giờ nuôi em này tầm khoảng chừng 1 năm mà mình không thấy nó nói chuyện rồi, thì mình tìm cách, một là có thể là phóng sinh nó, hai là có thể là, nói chung là chỉ có một cách duy nhất là phóng sinh nó thôi, rồi thả nó về thiên nhiên thôi. Còn bạn nào mà thấy quý mến cái tình cảm mà gắn bó giữa mình với nó, thì các bạn có thể là giữ lại bạn nuôi. Thì con cái loài này nếu mà nó không nói chuyện á, thì nó cũng hót hét hay là nó làm trò chiêu trò đồ này kia nọ thì cũng cũng được, chứ không phải là không đó. Thì mình nuôi thì mình có tình cảm gắn bó với nó, thì mà lâu ngày thì mình cũng cũng có tình cảm. Thì các bạn cũng nên chọn lựa cho mình ha, tại vì nuôi những dòng chim này là mình phải tuyển chọn thôi, chứ không phải là đa số 100% là con nào cũng biết nói chuyện đâu. Các bạn đừng suy nghĩ là con nào cũng biết nói chuyện, có khi có nhiều con, giống như là hôm trước á, khi Nguyễn nuôi một em chim quạ thông đến gần 1 năm tuổi luôn, khi Nguyễn lột lưỡi không biết bao nhiêu lần. Nó nếu mà tính từ lúc còn non, từ lúc mà 6 7 tháng lên đó, là khi Nguyễn đã lột lưỡi cũng khoảng chừng 2 lần rồi đó. Tới lúc mà 1 năm tuổi khi Nguyễn đã lột lưỡi tổng cộng là khoảng chừng 3 lần mà nó vẫn không biết nói chuyện, chứ đâu phải là con nào các bạn lột lưỡi đè ra lột lưỡi là nó biết nói chuyện đâu. Nhưng mà cái video này khi Nguyễn làm để cho anh em nào mà mới chơi chim, lưu ý cho anh em mới chơi chim ha, là các bạn cũng đừng nên hấp tấp vội vã, hoặc giả các bạn đừng nên nghe ai tư vấn là mình nên lột lưỡi trước rồi mới huấn luyện con chim nó biết nói chuyện sau. Đó là vấn đề sai ha, tại vì cái tuổi của con chim còn nhỏ là mà các bạn đè cả bạn lột lưỡi á, thì nhất định cái lưỡi nó giống như là cái lớp sừng nó đóng chưa có cứng, mà bạn bạn lột á, bạn không có cái phương pháp, hoặc giả là mình cố gắng mình lột cho nó hết cái lớp sừng ở dưới cái mặt lưỡi nó nữa, thì đâm ra là sẽ làm cho con chim nhà mình nó bị một cái vết thương, và cái vết thương này là nó khó là lành luôn, nó rất là lâu lành, cho nên là nó sẽ theo con chim suốt đời luôn. Có nhiều con các bạn mà đang nói giỏi luôn, đang nói rất là giỏi, và mà các bạn đè ra bạn lột lưỡi rồi là từ đó tới sau là nó im lặng luôn, nó không nói đó. Là nói chung là cũng cũng tùy thuộc vào những em chim nhà mình nữa, không phải là khi Nguyễn nói hết tất cả những em chim mà các bạn đè ra lột lưỡi là nó không nói hết, nhưng mà tùy vào một số con nữa, một số con các bạn làm tác động đến cái lưỡi nó làm nó bị đau, nó bị quản các bạn, thì một thời gian nó sẽ không bao giờ nói chuyện. Và các bạn suy nghĩ một điều á, nếu mà nói mà lột lưỡi để cho con chim nó nói chuyện giỏi á, thì đó là không phải ha, tại vì em chim nhồng nhà mình á là đến nay là 10 tháng hơn 11 11 11 tháng tuổi rồi mà mình chưa có lột lưỡi luôn, nó vẫn biết nói, vẫn nó biết nói, bây giờ nói 3 4 câu luôn, chứ không phải là nói nó 1 câu 2 câu, nói rồi làm tiếng chuông điện thoại, Zalo, tin nhắn hay là mở máy vi tính hay là gì nó làm được hết trơn luôn, mà mình chưa có đụng chạm tới cái lưỡi nó lần nào hết trơn đó. Nói để các bạn biết được là không phải nhất thiết là mình phải lột lưỡi để cho những chú chim nhà mình nó biết nói chuyện đâu nha. Đó thì thôi, khi Nguyễn làm một cái video ngắn thôi để cho các bạn nào mà mới đam mê nuôi chim có thể là tham khảo và biết được là cái cách nuôi chim như thế nào cho nó hợp lý, chứ không phải là giờ những em chim non này các bạn đè ra các bạn lột lưỡi đó là thứ nhất là làm cho những em chim nhà mình nó quản, nó sợ rồi
mà không phải là bây giờ cái tuổi nó còn non, cái lưỡi nó chưa có đóng cái lớp sừng cứng các bạn, thì nó không có mà cái lớp sừng để cho các bạn lột được đâu. Đó, lên tay. Đó, đây là hình chim nhộng mà. Giờ mình thả ra, nó cứ đi lòng vòng á, rồi nó bay là cái chỗ chỗ mình nó đứng nè. Đó, các bạn thấy không? Em này á, là mình chưa đụng chạm tới cái lưỡi nó lần nào luôn á. Mà bây giờ các bạn, nếu mà bạn có theo dõi cái kênh của Khiêu Nguyễn Vlog á, là mình có đăng mấy cái video á về cái em chim nhồng nhà mình nó nói chuyện các bạn, thì mình chưa đụng chạm gì tới chứ, nhưng mà nó vẫn nói được. Em chim cưỡng cũng vậy thôi, chim cưỡng chim sáo gì cũng vậy thôi. Nếu mà các bạn mà huấn luyện tốt thì tầm 6 tháng đến 7 tháng, 7 tháng tuổi là có thể nói chuyện được, chứ không nhất thiết là các bạn phải lột lưỡi đâu ha. Còn cái việc lột lưỡi, Khiêu Nguyễn nhắc lại lần cuối là nếu mà các bạn muốn lột lưỡi cho nó, trừ khi nào mà mình nghe những em chim mình nó đã nói chuyện rồi mà nó nói chưa có đã, nó nói chưa có tròn vành gõ chữ, nó nói giống như nói ngọng mà chào mình giải đó, cái từ chào khách đi mà nó nói nào nó hay gì đó, thì mình nghe nó không đã, mình nghe nó chưa có tròn vành gõ chữ, thì cho nên là mình mới lột lưỡi để cho nó nói được to, được rõ, được tròn vành gõ chữ hơn thôi. Thôi, một số điều Khiêu Nguyễn muốn chia sẻ với đại gia đình thân yêu biết được về cái việc mà có nên lột lưỡi cho những chú chim non nhà mình hay không ha. Thì thôi, Khiêu Nguyễn cũng xin hẹn gặp toàn thể đại gia đình thân yêu trong những video tiếp theo của Khiêu Nguyễn Vlog. Khi nào mà mình có thời gian rảnh thì mình sẽ ra những cái video đều đều cho để chia sẻ những cái kinh nghiệm cho anh em. Còn dạo này cuối năm mà mình cũng không hứa trước, cho nên là thôi tập trung vào công việc trước đi, rồi cái việc mà chia sẻ niềm đam mê với mọi người thì mình từ từ. Nói chung là kinh nghiệm mà, thì cũng phải trải qua một cái thời gian nào đó thì mình mới rút rút rỉa được cái kinh nghiệm thôi. Còn không mình nuôi chim thì mình cũng không nên hấp tấp vội vã làm gì. Thì thôi, Khiêu Nguyễn cũng thân mến chào tạm biệt mọi người ha, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống.